Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn biết là tuổi Ngọ thì hợp với tuổi nào đúng không ạ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy thì mỗi người từ lúc sinh ra sẽ gắn liền với một cái vận mệnh nhất định và nó được đại diện bởi một trong 12 con giáp trong cái hàng địa chi. Các con giáp này thì luôn có mối quan hệ tương sinh, tương khắc nhất định. Có những tuổi con giáp thì sẽ tương hỗ lẫn nhau, nhưng mà cũng có tuổi lại rất kỵ, kiêng kỵ lẫn nhau. Trong cái chuyện hợp tác kinh doanh, trong chuyện làm ăn với nhau ấy, hoặc là cưới hỏi, sinh con, thì tử vi của tuổi này sẽ có duyên phận với tử vi của những người tuổi kia. Do chịu sự chi phối của vận thế và cái thuộc tính của mỗi con giáp, nên là chọn được cái đối tác làm ăn, chọn được vợ chồng, con cái hợp tuổi, thành công sẽ đến nhanh hơn, thuận lợi hơn và ngược lại. Không phải tuổi nào cũng nên kết hợp làm ăn với nhau. Có những tuổi nếu kết hợp làm ăn với nhau sẽ dẫn tới chuyện là đổ vỡ, tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Cũng có những tuổi tương hợp với nhau, hễ cứ đến với nhau là tài lộc cứ ùn ùn kéo đến. Trong chuyện sinh con đẻ cái và chuyện chọn vợ chồng cũng vậy. Nếu chọn là tuổi tốt thì nó sẽ mang lại cái vận thế may mắn cho cả gia đình. Nếu mà chọn phải vận xấu thì nó cũng mang lại cái hung họa. Nói chung là không đáng có. Vậy thì những gia chủ tuổi Ngọ đúng không ạ, thì sẽ nên chọn tuổi nào trong 12 con giáp? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ấy, tuổi Ngọ sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? 1954 là tuổi Giáp Ngọ, 1966 là tuổi Bính Ngọ, 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 1990 là tuổi Canh Ngọ và 2002 hoặc là 1942 là tuổi Nhâm Ngọ đó. Vậy thì những người tuổi Ngọ này sẽ hợp tuổi nào đó? Thì bây giờ chúng ta cùng xét về quan hệ của những người tuổi Ngọ với từng tuổi nhé. Ở trong bài này thì chúng tôi sẽ chỉ xét cùng quý vị và các bạn về cái quan hệ địa chi, tức là cái địa chi Ngọ này, chứ không xét đến thiên can Giáp Bính Mậu Canh Nhâm nhé, không xét đến đó. Chúng ta chỉ xét về địa chi thôi. Còn cái video mà xét về thiên can ấy, tôi sẽ để cho một video sau, tại vì nếu mà xét ra nó quá dài, quý vị cũng sẽ không theo dõi hết được, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta cùng xét về quan hệ, xem tuổi Ngọ sẽ hợp với tuổi nào nhất, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi Ngọ với lại tuổi Tý. Thì tuổi Ngọ với tuổi Tý, các cụ có nói rồi, dần thân thì hợi, Tý Ngọ Mão Dậu là tứ hành xung. Vậy nên là tuổi Tý kết hợp với tuổi Ngọ nó rơi vào cục diện là tứ hành xung. Đấy, gặp cục diện tứ hành xung chính là bốn con giáp có tính nét trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách, về quan điểm sống và cũng như là về cái phong cách sống. Cái điều này nó thể hiện qua những cái lần khắc khẩu, những lần giao tranh, những cuộc cãi vã, bất phân thắng bại, bất đồng quan điểm, và nó sẽ dẫn đến cái chuyện xung đột lên đến tột độ. Những cái cặp đôi nào mà Tý Ngọ lấy nhau ấy thì dễ xảy ra những chuyện tan vỡ trong hôn nhân. Đặc biệt là Giáp Tý 1984 mà lấy Canh Ngọ 1990 chẳng hạn thì rất dễ dính vào cục diện là gì? Là người ta gọi là gì? Thiên khắc địa xung, và cặp này thì cũng rất dễ tan vỡ. Đó. Tương tự như vậy thì các Ngọ tuổi Ngọ khác lấy tuổi Tý thì cũng sẽ rất là xấu. Vậy nên là gì? Trong trường hợp mà cặp tuổi Tý lấy tuổi Ngọ ấy, thì trong các video trước tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng cái cục diện là gì? Tham hợp quê xung, tham sinh kỵ khắc của ngũ hành. Đấy, trong trường hợp tuổi Tý mà lấy tuổi Ngọ thì chúng ta có thể là gì? Kết hợp thêm đẻ con tuổi Mùi hoặc tuổi Sửu. Thì được gì? Tý và Sửu hợp thì không xung với Ngọ nữa, hoặc là Ngọ Mùi hợp thì sẽ không xung với Tý nữa. Đó. Như vậy là gì? Sẽ sử dụng cái cục diện lục hợp, đấy, nhị hợp để hóa giải cái cục diện xung khắc. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng linh vật Sửu hoặc là Mùi đặt ở trên bàn làm việc hoặc là trong cái phòng nhà mình, đúng không? Trong nhà mình, để làm sao để cho gì? Chọn được cái vị trí đắc địa nhất để hóa giải những xung khắc này đi. Và một cách nữa mà dễ dàng hơn thì quý vị có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Tý sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là thân Tý Thìn, còn những người tuổi Ngọ ấy sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là dần Ngọ Tuất. Đấy, khi sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân thì dần Ngọ Tuất nó tam hợp, nó không còn không xung với Tý nữa, đúng không? Và Tý thân Tý Thìn thì tam hợp sẽ không bị xung với Ngọ nữa. Đó là cách hóa giải cho những người tuổi Tý với tuổi Ngọ. Tiếp theo, cái quan hệ thứ hai, tuổi thứ hai mà chúng ta xét đó là những tuổi Ngọ là những người tuổi Sửu. Đó. Thì những người tuổi Ngọ lấy những người tuổi Sửu thì gặp cục diện là gì? Là lục hại. Ngọ và Sửu là hại nhau. Người xưa có quan niệm rằng hôn nhân hoặc là kết hợp làm ăn hoặc là sinh con đẻ cái và những tuổi lục hại thì sẽ khó được bền vững. Vợ chồng thì thường xuyên xảy ra cãi vã, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng. Thậm chí có trường hợp nặng thì trong quan hệ làm ăn kinh doanh ấy, thì cũng có thể dẫn đến cái chuyện là tán gia bại sản, thất bát, làm ăn thì thua lỗ, và thậm chí là còn dẫn tình trạng là sát hại lẫn nhau. Vậy nên là những người tuổi Ngọ và tuổi Sửu thì cũng được khuyên là không nên lấy nhau.
Trong trường hợp mà tuổi Ngọ và tuổi Sửu mà đã chót lỡ cộng tác với nhau rồi, lấy nhau rồi, hoặc là hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau rồi, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái bộ tam hợp là Dần Ngọ Tuất để hóa giải, đúng không ạ? Sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, thì để Dần Ngọ Tuất hợp thì sẽ không xung với Sửu nữa, đúng không ạ? Không hại Sửu nữa. Và những người tuổi Sửu sẽ sử dụng vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu, đó, Tỵ Dậu Sửu hợp thì sẽ không hại Ngọ nữa. Đó, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp nhé. Cái vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi đó thì vật phẩm mới phát huy được cái công năng tốt nhất, hóa giải được những thị phi xung sát cũng như là chiêu mời cái tài lộc, mang lại cái vận thế may mắn cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Sửu. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ ba là tuổi Ngọ đến tuổi Dần thôi. Tuổi Ngọ đến tuổi Dần thì được cục diện là tam hợp, Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Đấy, thì trong 12 con giáp cứ khoảng cách 3 năm tam hợp đấy thì sẽ được cái cục diện tam hợp với nhau. Vì năm Dần đúng không ạ? Mão Thìn Tỵ đến năm Ngọ sẽ là gì? Sẽ được tam hợp. Những con giáp thuộc tam hợp ấy, khi nằm trong cái mối quan hệ làm ăn vợ chồng hoặc là sinh con đẻ cái thì thường sẽ được hanh thông thuận lợi, vì là những người có cùng mục tiêu và cùng lý tưởng, giúp đỡ lẫn nhau để đi đến cái thành công một cách nhanh hơn. Đó. Và trong trường hợp tuổi Dần đến tuổi Ngọ thì mới được cục diện là bán tam hợp nhé, bán tam hợp. Cái bộ tam hợp đầy đủ của nó là Dần, Ngọ và Tuất, đúng không ạ? Vậy nên để đầy đủ được hơn cái bộ tam hợp thì những người Dần và những người tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân, giúp cho vận trình của mình nó được đầy đủ, đúng không ạ? Đầy đủ là bộ cục diện là tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Khi đó thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Nếu có khó khăn, nếu có trắc trở gì trong công việc thì quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ kịp thời, mang lại cái vận may cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Dần. Đó là cái cục diện thứ ba, đúng không? Tiếp theo thứ tư chúng ta xét đó là những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mão. Ngọ và Mão thì nó rơi vào cục diện là tương phá, đúng không ạ? Ngọ phá Mão, Mão phá Ngọ. Đấy, thì tức là gì? Trong 12 con giáp thì cái hệ thống tương ứng với 12 tuổi thì mỗi tuổi mang một cái biểu tượng ý nghĩa khác nhau, qua đó chia thành các cặp hợp xung hình hại khắc và phá. Đấy. Những tuổi kết hợp với nhau thuộc cái nhóm tương phá sẽ không tốt và sẽ không được bền lâu, rất mau tan rã vì chủ của chúng là gì? Chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy mà nếu mà muốn kết hôn hay là muốn tìm người hợp tác kinh doanh làm ăn cũng như là muốn sinh con thì không được bỏ qua cái việc là gì? Chọn những người tuổi tương phá là chúng ta không chọn nhé. Không chọn, kể cả việc xem ngày cũng vậy, thì người ta cũng kỵ những cái ngày này ra để là tốt nhất. Đó. Vậy nên nếu mà những người tuổi Ngọ mà lỡ kết hợp làm ăn với những người tuổi Mão thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Cái quan hệ hợp để hóa xung, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng Ngọ và Mùi để hợp thì sẽ không bị phá Mão nữa, đúng không? Và Mão và Mùi thì lục tam hợp thì sẽ không gì? Không phá Ngọ nữa. Đó. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão ấy, thì cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn những người tuổi Ngọ ấy, thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân này. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến một tuổi nữa, đó là tuổi thứ 5, đúng không ạ? Là tuổi Ngọ đến tuổi Thìn. Ngọ hóa Thìn Thổ, tức là gì? Được cục diện là tương sinh, vậy nên cặp này kết hợp làm ăn với nhau hay là hợp tác hay là đẻ con thì cũng không hại cái gì cả. Đó. Nếu mà những người tuổi Thìn, nam mà Thìn, nữ mà Ngọ ấy, thì nam Thìn là gì? Chồng, tức là gì? Chồng Thổ, vợ Thủy, vợ Hỏa thì được cục diện là Hỏa Thổ tương sinh cũng rất là tốt. Thì chồng khắc vợ nó là hợp đạo. Còn trong trường hợp mà vợ là tuổi Thìn mà chồng tuổi Ngọ thì những người tuổi Ngọ thường là những người sợ vợ. Đó. Đó, đó là như vậy ấy. Vậy nên là gì? Để hóa giải những cái xung khắc giữa tuổi Thìn và tuổi Ngọ, nếu mà các bạn gặp nhiều cái tình trạng gọi là gì? Gọi là xung khắc khắc khẩu lẫn nhau ấy, tùy theo ngày tháng năm sinh và giờ sinh nữa. Vậy nên là quý vị sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Thìn sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn, còn những người tuổi Ngọ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh vòng tam hợp này. Tiếp theo quan hệ thứ 7, thứ 6 là chúng ta là những người tuổi Tỵ, đúng không? Tỵ và Ngọ. Tỵ và Ngọ mà kết hợp với nhau được cục diện là tam hội. Khi mà được cục diện tam hội thì đặc biệt là tốt cho những cái chuyện hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán, cũng như là gì? Lấy vợ lấy chồng, kết hợp thành vợ chồng hoặc con cái thì cũng rất là tốt. Được cục diện tam hội này thì luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Và nó cũng sẽ mở rộng cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn
Vậy nên những người tuổi Tỵ là âm hỏa, Ngọ là dương hỏa, âm dương lại hòa hợp. Vậy nên là hai tuổi này kết hợp với nhau làm ăn kinh doanh buôn bán hoặc thành vợ thành chồng thì cũng đều rất là tốt. Đó. Vậy nên là nhất là những tuổi Đinh Tỵ mà lấy tuổi Mậu Ngọ thì càng tuyệt vời. Hoặc là những người tuổi Đinh Tỵ mà kết hợp làm ăn với những người tuổi Mậu Ngọ thì gần như là gì? Gần như là phải làm ăn cực kỳ là phát đạt. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến người tuổi Ngọ mà kết hợp với những người tuổi Ngọ, đúng không ạ? Ngọ thì là gì? Là tự hình. Vậy nên nhìn chung ấy, những người mà phạm cái hình này thì thiếu tự chủ, thiếu sự quyết đoán và không thể độc lập để giải quyết những cái vấn đề của bản thân. Khi mà kết hợp giữa hai người tuổi Ngọ với nhau ấy, hoặc là kết hợp thành đôi thành cặp, hoặc là làm ăn kinh doanh, hoặc là sinh con đẻ cái thì cũng gì dẫn đến tình trạng là những người này, cặp đôi này thường rất hấp tấp, vội vàng và cố chấp, nên khó có thể kiềm chế được mình trước mọi cái tình huống. Chính vì những lý do trên mà những người tuổi này thì thường gặp khó khăn, gặp cản trở khi mà kết hợp với nhau. Vậy nên những người tuổi Ngọ thì cũng được khuyên là không nên kết hợp với nhau. Vì là gì? Khi kết hợp với nhau nó sẽ bị tự hình. Tự hình tức là gì? Nó sẽ gây ra nhiều cái phiền não, nhiều cái chuyện buồn trong cái cuộc sống. Và cái quan hệ hợp tác đó thì cũng sẽ không được bền lâu. Đó nhé, quý vị chú ý nhé. Vậy nên là những người tuổi Ngọ nếu mà kết hợp với nhau thì quý vị sẽ sử dụng gì? Một là sử dụng mùi, đúng không ạ? Thì sẽ chọn thêm những người tuổi Mùi để cục diện là Ngọ Mùi là hợp và sẽ không bị gì, không bị hình Ngọ nữa. Đó. Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ cũng thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân, giúp hóa giải những cục diện là tương hình lẫn nhau. Đó. Tiếp theo chúng ta có tuổi Ngọ, xét tuổi Ngọ đến tuổi Mùi, đúng không ạ? Tuổi Ngọ và tuổi Mùi kết hợp làm ăn thì tốt hay không? Mùi và Ngọ được cục diện là lục hợp. Được lục hợp. Thì cái lục hợp ấy nó chỉ 6 cặp đôi quân giáp nhị hợp với nhau tạo thành cặp lục hợp. Hay hiểu một cách đơn giản là có 6 cặp đôi con giáp hợp nhau, sinh cho nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp. Các cặp đôi thuộc tuổi lục hợp nếu mà kết hợp thành đôi sẽ tạo ra một cái sự may mắn, sự hạnh phúc cho cả hai bên. Vậy nên những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mùi thì rất hợp nhau. Đặc biệt là những bác được 78 lấy 79 hoặc 78 lấy 91 chẳng hạn thì cũng sẽ rất là hợp. Đó. Vậy nên là các cặp đôi này thì lấy nhau thì sẽ được trường kỳ viên mãn. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi Ngọ và tuổi Thân. Ngọ và Thân, Ngọ hỏa gặp Thân kim thì tức là gì? Kim khắc bị hỏa khắc kim. Vậy nên những người tuổi Ngọ mà nếu mà nam mà là tuổi Ngọ mà nữ tuổi Thân thì tức là chồng khắc được vợ thì sẽ rất là tốt. Hoặc là gì? Những người tuổi Ngọ mà là sếp mà những người tuổi Thân thì là nhân viên chẳng hạn thì cũng sẽ rất là hợp. Nhưng mà những người tuổi Thân mà làm chồng lấy vợ tuổi Ngọ thì sẽ rất là có vấn đề. Vợ chồng thường nhiên xảy ra những cái chuyện tranh cãi. Đấy, tại vì là gì? Cái người tuổi Ngọ thì thường là những người khái tính, nóng tính, yêu thích tự do, yêu thích cái mới, cái lạ. Họ không chịu gò bó một chỗ. Nên là những người tuổi Thân ấy, khi mà kết hợp với những người tuổi Ngọ, đặc biệt là nam tuổi Thân với nữ tuổi Ngọ thì sẽ không phù hợp. Và thường xảy ra những cái mâu thuẫn, những chuyện tranh cãi trong cuộc sống. Vậy nên khi mà quý vị kết hợp cũng phải hết sức lưu ý. Nếu mà trong trường hợp các bạn kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau cũng vậy. Đấy, thì các bạn nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Thân thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tí Thìn để tam hợp, sẽ không còn gì, không còn khắc Ngọ nữa. Và tuổi Ngọ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Dần Ngọ Tuất tam hợp thì sẽ không còn gì, không còn xung với Thân nữa. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Ngọ và những người tuổi Dậu đó. Ngọ và Dậu ấy là cục diện, nó rơi vào cục diện là gì? Là cũng là phá nhau đó. Cũng là hình nhau, hình phá nhau. Ngọ phá. Ngọ phá Dậu, Dậu phá Ngọ, nó rơi cục hiện diện tương phá này nó cũng không tốt, đúng không? Giống như là với người tuổi Mão thì gặp cái cục diện này thì dễ xảy ra chuyện tan vỡ trong cái chuyện làm ăn kinh doanh, dễ xảy ra những chuyện thua lỗ, đúng không? Dễ xảy ra những cái chuyện buồn trong cuộc sống và dễ dẫn đến phá sản khi mà kinh doanh làm ăn hoặc là chọn tuổi kết hợp vợ chồng thành đôi thì nó cũng không được tốt. Vậy nên các cặp tuổi Dậu và Ngọ người ta cũng khuyên là không nên đến với nhau, không nên kết hợp làm ăn với nhau, cũng không nên sinh con vào những người tuổi này. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể chọn được nhé. Thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở video sau. Trong trường hợp những người tuổi Ngọ mà kết hợp với những người tuổi Dậu rồi ấy, một là có thể là chọn lấy vợ tuổi Ngọ hoặc lấy chồng tuổi Ngọ, đúng không? Hai là có thể là gì, những người tuổi Ngọ lấy tuổi Dậu, hay là kết hợp làm ăn kinh doanh. Ba là có thể sinh con. Đấy, thì quý vị nên là chọn cái thời điểm để hóa giải được. Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ cũng nên mang theo một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Còn những người tuổi Dậu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Đấy, để sử dụng cái bộ tam hợp để hóa giải những xung khắc, hóa giải những cái cục diện xấu này đi, mang lại cái chuyện vui vẻ, mang lại cái chuyện bình an trong cuộc sống, giúp cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Dậu được hợp tác vui vẻ và hanh thông hơn. Đó.
đó là những người tuổi Dậu. Tiếp theo tuổi Ngọ lấy tuổi Tuất. Ngọ và Tuất thì được cái cục diện là tam hợp dần Ngọ Tuất. Khi mà tuổi Ngọ lấy mà tuổi Tuất lấy nhau ấy, thì trong thời gian này thì hai con giáp này nó đặt nằm trong một mối quan hệ làm ăn hay vợ chồng thì thường sẽ suôn sẻ hanh thông. Và những người này tuổi Ngọ và tuổi Tuất là những người cùng mục tiêu cùng lý tưởng, sẽ giúp đỡ lẫn nhau dễ dàng tiến đến cái thành công hơn. Đó. Vậy nên cái cặp đôi này cũng là một cái cặp đôi lý tưởng. Tuy nhiên nó lý tưởng hơn nữa thì sẽ là cái bộ tam hợp dần Ngọ Tuất. Đây mới là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Vậy nên là vẫn còn nó chỉ được bán tam hợp thôi. Cái cục diện nó tốt cũng chỉ được 60-70% là cùng. Vậy nên những người tuổi Ngọ và những người tuổi Tuất ấy, hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để bổ sung cái khí lực, bổ sung cái mối quan hệ, giúp cho cái mối quan hệ dần Ngọ Tuất nó đầy đủ và viên mãn hơn. Đó, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9419 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xét xong 11 con giáp đúng không ạ? Vậy nên là còn con giáp cuối cùng, đó là tuổi Ngọ với tuổi Hợi. Tuổi Ngọ với tuổi Hợi thì nó rơi vào cái bộ là tứ tuyệt, đúng không? Tứ tuyệt là có 4 con giáp rơi vào đất tuyệt của nhau đúng không ạ? Và tuổi Hợi là tuổi âm thủy sẽ khắc gì? Khắc dương hỏa. Vậy nên là gì? Cái cặp đôi này được xem là không tốt. Đấy. Khi mà cái cặp đôi này kết hợp với nhau sẽ kìm hãm cái sự phát triển của đối phương. Cuộc sống sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái bệnh tật. Công việc và tài vận thì cũng kém phát triển, tình duyên thì lại lận đận, thậm chí là có thể là khắc nghiêm khắc nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng của nhau. Vì cái tứ tuyệt nó thường mang đến cái vận xui nên là người ta sẽ kiêng kỵ về xem ngày như là cưới hỏi cũng như là gì cái chuyện kết hợp làm ăn kinh doanh thì người ta cũng không chọn cái tuổi tứ tuyệt này. Trong trường hợp quý vị mà lỡ lấy vào cái tuổi tứ tuyệt này rồi ấy, thì những người tuổi Ngọ sẽ gì sử dụng cái những người tuổi Mùi đúng không ạ, sẽ tìm thêm hoặc đẻ con những người tuổi Mùi hoặc những con nuôi những người tuổi Mùi để Ngọ Mùi nhị hợp, sẽ không còn bị gì bị tuyệt ở Hợi nữa. Và những người tuổi Hợi thì Hợi và Mùi hợp sẽ không gì không tuyệt Ngọ nữa. Đó là cái quan hệ mà chúng ta cần phải hóa giải. Thứ hai là những người tuổi Hợi có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Những người tuổi Ngọ thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân, mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho mình trong cuộc sống. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp tuổi Ngọ thì lấy tuổi nào, hợp với tuổi nào, kết hợp làm ăn kinh doanh tuổi nào, lấy tuổi nào thì hợp, và gì kết hợp sinh con đẻ cái là chọn tuổi nào. Trong 12 con giáp này thì những người tuổi Ngọ thì kiêng kỵ kết hợp với những tuổi sau. Đầu tiên là những người tuổi Tý, đúng không? Thứ hai là những người tuổi Sửu. Thứ ba là những người tuổi Mão. Thứ tư là những người tuổi Dậu. Đó. Thứ năm là những người tuổi Hợi. Và thứ sáu là những người tuổi Ngọ nhé. Ngọ cũng không nên kết hợp với nhau. Tiếp theo là những tuổi tốt với tuổi Ngọ ấy, thì chúng ta có những tuổi sau này. Tốt nhất là những người tuổi Dần, đúng không? Là xếp số 1. Thứ hai là những người tuổi Tuất là thứ hai. Thứ ba là những người tuổi Mùi, đó. Ba cái tuổi này được cục diện tam hợp và lục hợp thì đây là những cái tuổi rất tuyệt vời để lấy nhau. Nếu mà những người tuổi Ngọ mà có ý định kết hợp làm ăn kinh doanh hay là kết hợp để mà sinh con đẻ cái cũng như là cưới hỏi thì quý vị hãy chọn tuổi này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những tuổi khác cũng sẽ tuổi Ngọ cũng sẽ kết hợp được, ví dụ như là tuổi Thìn đúng không ạ, tuổi Tỵ và tuổi Thân. Đấy thì ba tuổi này cũng tốt, cũng là gì nó rơi vào cái mối quan hệ bình hòa tốt xấu tùy trường hợp như tôi đã phân tích ở trên. Vậy nên là những người tuổi Ngọ ấy, nếu mà khi muốn kết hợp kinh doanh làm ăn buôn bán hoặc là muốn kết hợp vợ chồng con cái thì trong trường hợp mà không chọn được tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Tuất thì quý vị có thể chọn tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Thân để được may mắn và hành thông hơn. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta biết cái duyên phận làm ăn công việc mỗi người đến với nhau là đều do một cái duyên và cái nợ để đến với nhau để trả cho nhau, nhưng mà chúng ta biết để chúng ta lựa chọn còn hơn là không, đúng không ạ? Chúng ta biết chúng ta chọn được những tuổi tốt, những tuổi hợp của chúng ta thì công việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông hơn. Đấy, trong trường hợp chúng ta biết mà chúng ta không chọn để cho nó trôi đi mất, sau này lỡ có gì thì chúng ta lại phải hối tiếc. À, tại sao đấy mình không chọn như thế này, tại sao mình không chọn như thế kia, và lỡ kết hợp rồi để nó bị tình trạng xảy ra như thế. Như những người tuổi Tý đến những người tuổi Ngọ chẳng hạn thì nó là không tốt. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tuổi Ngọ thì hợp với tuổi nào, hợp tuổi nào. Thì qua cái thông tin này cũng hy vọng là quý vị sẽ chọn được cho mình những người tuổi Ngọ ấy, sẽ chọn được cho mình những cái đối tác hợp tác làm ăn kinh doanh, những cái người vợ, những người con được hợp tuổi hợp mệnh với mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.